Sư phụ, Sư phụ, sư phụ trông kìa. Đệ tử bái kiến Bồ Tát. Đường Tăng, hôm trước đánh ngươi là con yêu hầu, nó đã giả dạng Tôn Ngộ Không. Mày có Phật Tổ Như Lai nhận ra, nó bị Ngộ Không đánh chết rồi. A Di Đà Phật. Đường Tăng, Ngộ Không một lòng trung thành bảo vệ ngươi đi Tây Thiên, trên đường trừ ma diệt quái. Lần này vì thầy trò ngươi nghi kỵ lẫn nhau mới gây nên tai họa này. Đệ tử đã trách nhầm Ngộ Không rồi. Sư phụ. Đường Tăng, ngươi phải giữ Tôn Ngộ Không lại. Đường đi Tây Thiên xa xôi hiểm trở, cần có Ngộ Không bảo vệ mới đến được Tây Thiên lấy chân kinh. Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của Bồ Tát. Ngộ Không, mau đi bái kiến sư phụ của ngươi đi. Xin đa tạ Bồ Tát. Ngộ Không, Ngộ Không, sư phụ, sư phụ đã trách nhầm con. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, Ngộ Không, sư phụ, Ngộ Không, sư phụ, Ngộ Không. Đại sư huynh. Nhị sư huynh, sao lại khóc thế? Ta vui mừng quá mà. Đại sư huynh về rồi, thật là mừng quá. Tập phim bị chặn ở Sư Đà Lĩnh. Công chúa, công chúa, bẩm báo công chúa, em đã về. Em đã thám thính được tin gì về Đường Tăng chưa? Rồi ạ, thầy trò Đường Tăng đã đi tới Sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh? Các người nghe đây, gần đây có một kẻ là... Là gì ấy nhỉ? Có một kẻ là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường tới. Phải rồi. Có một hòa thượng từ cái gì phía đông, phải đi qua Sư Đà Lĩnh của chúng ta. Các ngươi phải canh gác cẩn mật ở các lối ra, trong các sơn động và đường đi. Nếu phát hiện kẻ nào khả nghi, phải quay về báo với ta ngay. Đã nghe rõ cả chưa? Rõ rồi. Bắt được tên hòa thượng đó, tất cả các ngươi đều được thưởng. Hay quá, hay quá. Các ngươi hãy nghe cho rõ đây. Các ngươi phải tra xét thật kỹ khắp Nam Sơn Bắc Lĩnh, sườn đông vách tây. Nếu phát hiện thấy mấy tên hòa thượng đó, lập tức bắt giữ ngay. Bản vương sẽ trọng thưởng. Tiểu Tề Phong. Dạ thưa đại vương. Người đem số lệnh bài này phát cho các huynh đệ. Tuân lệnh. Khoan đã, ta nghe nói tên hòa thượng ấy có một đồ đệ tên là Tôn Ngộ Không, thần thông quảng đại. Hắn có thể biến thành ruồi, mũi, chim muông, cây cối. Các ngươi phải hết sức cẩn thận đấy. Vâng vâng. Nào các ngươi hãy ra nhận lệnh bài đi. Cầm lấy. Sư phụ đi từ từ thôi. Các con hãy nhìn ngọn núi trước mặt kia. Sư phụ, người ta thường nói, núi cao sẽ có đường đi bộ, nước sâu sẽ có người đưa thuyền. Trên núi nhất định có đường đi, sư phụ không nên lo lắng. Ta cứ theo đường bộ mà đi. Dắt ngựa đi, chúng ta lên núi nào. Vị trưởng lão kia,
Ngài đừng đi về phía trước nữa. Ngộ Không, cô gái kia đang nói gì thế? Trưởng lão đừng đi nữa. Các hòa thượng, trên núi có một bọn yêu quái chuyên ăn thịt người đấy. Sư phụ, cô gái xinh đẹp ấy nói trên núi có yêu quái. Có yêu quái à? Sư phụ, Ngộ Không, để con lên hỏi xem sao. Để đệ đi cho. Bát Giới, diện mạo con xấu xí, con sẽ làm người ta sợ đấy. Ngộ Không, con đi đi. Huynh ấy đâu có đẹp hơn con. Bát Giới, đại tỷ, đại tỷ, tôi muốn hỏi một việc. Tên tiểu hòa thượng lẻo mép, ngươi từ đâu tới? Chúng tôi là hòa thượng đến Tây Thiên cầu kinh. Vừa rồi đại tỷ nói có yêu quái muốn ăn thịt người. Sư phụ bảo tôi đến hỏi xem đó là bọn yêu quái thế nào, để tôi còn thu phục chúng. Người thật chẳng biết trời cao đất dày là gì. Bọn yêu quái ấy thần thông quảng đại vô cùng, người thu phục chúng sao nổi. Đại tỷ là họ hàng hay là hàng xóm của yêu quái thế? Người nói vậy là có ý gì? Nếu không tại sao đại tỷ lại nói tốt cho bọn chúng? Ta chỉ sợ nói ra sẽ khiến người sợ phát khiếp. Chắc người chưa gặp yêu quái nào ghê gớm đến thế đâu. Chúng ghê gớm đến mức nào? Đại tỷ nói thử xem. Ta nghe nói chỉ cần hắn đến Linh Sơn, 500 vị la hán sẽ phải ra nghênh đón. Tứ Hải Long Vương là bạn của hắn, Bát Đại Thần Tiên thường xuyên ngồi uống rượu với hắn. Thật Điện Diêm Quân cũng phải nhận hắn là huynh đệ đấy. Hắn mà biết lão tôn đến, chắc sẽ phải thu dọn đồ đạc cuốn xéo. Người huynh hoang quá nhỉ. Chẳng giấu gì đại tỷ, ta họ Tôn, tên Ngộ Không, vốn sống ở Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn. Năm xưa ta đã từng lên thiên cung xuống địa phủ. Thập Điện Diêm Quân gặp ta cũng phải cung kính. Thổ Địa Thành Hoàng cũng phải tùy quyền ta sai bảo. Bọn họ đều là hậu sinh vãn bối của ta đấy. Các người đi bên kia, ta đi bên này. Đi đi, nhanh lên. Đại vương bảo ta đi tuần tra. Sư phụ, Ngộ Không, sư phụ, con hỏi được gì rồi? Con hỏi rõ rồi, trên núi quả là có một bọn yêu quái. Nhưng không sao, đã có lão tôn đây rồi. Con có hỏi đây là núi gì, đèo gì không? Việc này con quên không hỏi. Quỳnh xem, đi cả nửa ngày mà chẳng hỏi ra đầu đuôi gì hết, thả không đi cho xong. Sư phụ, nhị sư huynh đang trách sư phụ không cho huynh ấy đi đấy. Bát Giới, hay con đi hỏi đi. Vâng, vâng. Xin chào đại tỷ. Ngươi từ đâu đến? Tôi là đồ đệ thứ hai của sư phụ Đường Tăng. Tôi tên là Ngộ Năng. Xem ra ngươi còn có vẻ nho nhã, không như tên khỉ mõm nhọn kia toàn nói những lời ngông cuồng. Đó là đại sư huynh của tôi. Sư phụ tôi đang trách huynh ấy không hỏi đường rõ ràng, nên sai tôi đến nhờ đại tỷ chỉ bảo. Ngươi muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi đại tỷ năm nay bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa? Tôi muốn hỏi núi này là núi gì, động này là động gì, trong động có yêu quái gì, và đường nào có thể đến Tây Thiên. Sư phụ tôi bảo tôi hỏi cho rõ ràng, xin đại tỷ chỉ bảo giúp. Núi này tên là Sư Đà Lĩnh, 800 dặm. Ở giữa có động Sư Đà, cách đây 400 dặm có thành Sư Đà. Ở đó có ba tên yêu quái. Ba tên yêu quái? Ngươi sợ à? Ai thèm sợ chúng. Đại sư huynh ta sẽ dùng cây gậy như ý đánh chết một tên. Một tên sẽ bị cái cào của tôi hạ gục. Tên còn lại để phần tam đệ của tôi là Sa Ngộ Tĩnh tiêu diệt nốt. Ai thèm sợ chúng.
Lại thêm một tên khoác lác. Ba tên yêu quái ấy thần thông quảng đại lắm. Trong tay chúng có vô số tiểu yêu. Núi phía Nam có 5.000 tên, núi phía Bắc có 5.000 tên, phía Đông, phía Tây, mỗi phía có 1.000 tên. Ngoài ra, còn bọn tiểu yêu đi tuần tra, bọn tiểu yêu canh gác, đốt củi, tổng cộng cũng đến 4.000-7.000-8.000 tên. Chúng chuyên ăn thịt người đi qua vùng này. Sao Bát Giới vẫn chưa về nhỉ? Bát Giới! Bát Giới! Bát Giới! Đệ trốn ở đây làm gì thế? Đệ đang bận, gọi đệ làm gì? Bảo đệ đi hỏi đường thì đệ sợ đến mức bậy cả ra quần. Đại sư huynh, đừng nói nữa, chúng ta mau chạy thoát thân đi. Bát Giới, lại đây, con hỏi đường.